Cập nhật tin tức về dịch COVID-19 mỗi ngày trên kênh YouTube FBNC. Bản tin ngày hôm nay 18 tháng 9 2020 gồm những tin tức nổi bật. Hôm nay là ngày thứ 16 Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng. Việt Nam sẽ tính phí cách ly đối với người nhập cảnh. Học sinh ở Quảng Nam được hỗ trợ 100% học phí do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 3 công dân vượt biên trái phép phải cách ly y tế tập trung tại Sơn La. Thành phố Hồ Chí Minh bắt 3 đối tượng tổ chức môi giới người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 11 giờ ngày 18 tháng 9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Như vậy, đến nay, nước ta đã bước sang ngày thứ 16 không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Các địa phương có ca nhiễm cũng đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Tính đến thời điểm này, Việt Nam có 1.066 ca mắc COVID-19, trong đó 940 ca đã được chữa khỏi, 88 ca đang được điều trị và 35 ca tử vong. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 31.319, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 423, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 15.860, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 15.036. Liên quan đến tình hình chống dịch tại Đà Nẵng, vừa qua địa phương đã có công văn cho phép nhiều hoạt động trở lại bình thường. Cụ thể, từ 0 giờ ngày hôm nay, 18 tháng 9, thành phố Đà Nẵng cho phép hầu hết các hoạt động trên địa bàn được hoạt động trở lại, nhưng phải có cam kết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Riêng các hoạt động như bar, pub, karaoke, massage vũ trường vẫn được yêu cầu tạm dừng hoạt động. Để phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Đà Nẵng tăng cường tuyên truyền người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng, bệnh viện, trường học, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc và hạn chế tập trung đông người. Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính thực hiện thu phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 1 tháng 9. Theo đó, người nhập cảnh vào Việt Nam nếu có nhu cầu thực hiện cách ly y tế tại khách sạn, resort, cơ sở khác, thì cá nhân phải tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly, mức cách ly đối với trường hợp do khách sạn, resort và cơ sở khác quy định. Trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly tập trung tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định, phải tự trả chi phí. Cụ thể, phí tiền ăn một ngày là 80.000 đồng, các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 40.000 đồng một ngày. Thủ tướng cũng yêu cầu tất cả những người nhập cảnh phải mua bảo hiểm y tế quốc tế có phạm vi thanh toán khám chữa bệnh tại Việt Nam phù hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam, đồng thời phải chấp hành tất cả các chỉ định xét nghiệm COVID-19 và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức dịch vụ y tế hiện hành. Nhận thấy dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, ngày 17 tháng 9, quận Hoàn Kiếm chính thức quyết định khôi phục hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn. Theo đó, các tuyến phố Hàng Đào, Hàng Giấy, Chợ Đêm Đồng Xuân và 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu bảo tồn cấp 1, khu phố cổ Hà Nội được hoạt động. Nhằm hỗ trợ học sinh đến trường trong thời điểm này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thông báo nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, mức hỗ trợ cụ thể là 100% học phí trong 4 tháng học kỳ 1 của năm học 2020-2021, theo mức thu học phí công lập năm 2020-2021 đối với trẻ em mầm non, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông, công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hỗ trợ chênh lệch cho đủ 100% học phí của học kỳ 1 năm học 2020-2021 theo mức thu học phí công lập năm 2020-2021 đối với trẻ mầm non, học sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được hưởng chính sách giảm học phí là 70% theo nghị định số 86 của Chính phủ, nguồn kinh phí thực hiện dự kiến hơn 3,1 tỷ đồng. Nhằm tăng cường triển khai công tác khám và điều trị cho người dân, chiều qua 17 tháng 9, Giám đốc Bệnh viện Ương Bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ sở 2 của bệnh viện tại quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị chính thức hoạt động. Trước mắt, khoa khám bệnh tại cơ sở 2 sẽ bắt đầu hoạt động tiếp nhận khám bệnh từ ngày 2 tháng 10 tới. Bước đầu, khoa khám bệnh cơ sở 2 sẽ triển khai trước 20 phòng khám. Những bệnh nhân xuất viện ở Bệnh viện Ương Bướu Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hẹn tái khám tại cơ sở 2 và những bệnh nhân mới cũng có thể đến khám ở đây.
Liên quan đến tình hình phòng chống dịch tại biên giới, ngày 17 tháng 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đưa 3 công dân vượt biên giới trái phép đi cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, vào ngày 16 tháng 9, đồn biên phòng Mường Lạng phát hiện 3 đối tượng là Giàng A Dơ, sinh năm 1990, Giàng Thị Gia, sinh năm 1957 và Giàng A Tu, sinh năm 2012, vừa vượt biên giới trái phép từ Lào vào Việt Nam tại bản Hủy Men, xã Mường Lạng, huyện Sóp Cọp, tỉnh Sơn La. Đồn biên phòng Mường Lạng đã phối hợp với công an xã và trạm y tế Mường Lạng tiến hành đưa 3 người về đơn vị làm việc. Qua điều tra, Giàng A Dơ khai nhận đã cùng mẹ và con vượt biên giới trái phép sang Lào để làm thuê. Đến khoảng 18 giờ ngày 15 tháng 9, lợi dụng trời mưa, địa hình rừng núi, Giàng A Dơ cùng mẹ và con tiếp tục vượt biên giới về Việt Nam. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét đối với Trần Chí Hào, sinh năm 1986, ngụ quận 6, và Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1986, ngụ quận Tân Phú, Nguyễn Quang Thắng, sinh năm 1991, ngụ quận Bình Tân, về tội tổ chức môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Qua điều tra, lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận Trần Chí Hào, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Quang Thắng đã thuê nhà cho người nước ngoài có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhưng không khai báo và đăng ký lưu trú để thu lợi bất chính. Sau khi bị phát hiện, các đối tượng tổ chức cho một số người nước ngoài này đã bỏ trốn. Cũng trong chiều hôm qua, ngày 17 tháng 9, Cục Quản lý Thị trường Quảng Bình cho biết, đơn vị này đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy gần 9.000 tấn găng tay bảo hộ đã qua sử dụng. Theo đó, số găng tay bảo hộ dùng một lần và các loại thực phẩm như bánh kẹo, thực phẩm khô, sữa, đồ chơi và các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị tiêu hủy tại bãi rác Đồng Hới và huyện Bố Trạch. Với tổng giá trị tang vật bị tịch thu tiêu hủy là gần 300 triệu đồng, việc tiêu hủy và xử lý toàn bộ tang vật thực hiện theo đúng quy trình, quy định đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dịch COVID-19 ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nhiều tin tức mới. Mời mọi người đăng ký để theo dõi.